Chúng tôi là Tâm Phong Promotion. Xin chào. Chào mừng các bạn đến với kênh Cao Thanh Danh Official. Ngày hôm nay, Cao Thanh Danh và Ngọc Hưng sẽ gửi đến các bạn một bài truyền động lực mang tên Hãy đứng lên để làm bừng sáng thế giới. Hãy đứng lên và có một cuộc sống có ý nghĩa. Tôi yêu cuộc sống này và tôi muốn cùng bạn làm cho thế giới trở nên tốt đẹp hơn mỗi ngày. Hỡi những người bạn của tôi, chúng ta chỉ sống được một lần duy nhất trên đời. Hãy sống có ý nghĩa, hãy sống hết mình để khi nằm xuống không còn những điều phải hối tiếc. Hãy nhớ rằng không quan trọng là còn sống được bao lâu, không quan trọng là bạn sống được bao nhiêu ngày, không quan trọng là bạn sống được bao nhiêu tháng, cũng chẳng quan trọng là bạn sống được bao nhiêu năm, mà quan trọng là khi bạn nằm xuống, bạn để lại được gì cho cuộc đời này. Hãy nhớ rằng không gì trên cuộc đời này là không thể. Nếu bạn quyết tâm, nếu bạn kiên trì, nếu bạn dũng cảm, nếu bạn làm chủ bản thân mình thì không bao giờ bạn thất bại. Nước có thể dìm xuống nhưng mà nước cũng có thể nâng đỡ bạn lên. Những con dốc có thể ngăn bạn lại nhưng mà những con dốc cũng có thể đưa bạn tới những vị trí cao hơn. Mỗi khi ngã xuống, tiếp tục bước đi hay là dừng lại là do chính bạn. Cuộc sống mang đến cho bạn những thách thức và những khó khăn, nhưng cách bạn phản ứng lại với những thách thức và khó khăn đó mới quyết định được cuộc đời của bạn. Khó khăn là để cho bạn trưởng thành. Hãy không ngừng học hỏi để trở nên thông minh hơn. Hãy hành động để rèn luyện bản thân mình. Hỡi những người anh em, bạn đã ngủ quá lâu rồi. Đây là lúc bạn phải đứng lên để cho thế giới này biết bạn là ai. Hãy đứng lên để cho thế giới biết chuyện này được truyền cảm hứng, được thay đổi để trở nên tốt đẹp hơn. Để đạt được những thành công trong cuộc đời, đôi khi bạn phải trả giá bằng những thất bại, bằng đau khổ, bằng máu, bằng nước mắt, bằng mồ hôi và thậm chí bằng xương thịt của mình. Không có thành công nào mà không phải trả giá. Bạn muốn đi, bạn muốn chạy thì phải vấp ngã. Bạn muốn bơi, bạn muốn lặn thì phải uống nước. Bạn muốn đạp xe, bạn muốn bay lượn thì phải biết đau đớn. Bạn cần nhớ rằng thành công sẽ không xảy ra ngay cho bạn. Giống như là một cây tre đã phải mất hàng chục năm chuẩn bị trong lòng đất để rồi vươn mình đứng lên. Bạn cũng vậy, mỗi khi bạn làm một điều gì đó thì bạn đang tích lũy năng lượng cho thành công của mình. Trì hoãn là kẻ thù của thành công. Hỡi những kẻ lười biếng, đã đến lúc bạn phải đứng lên. Nếu không, cuộc sống sẽ quật ngã bạn, nghiền nát bạn. Hỡi những kẻ lười biếng, đã đến lúc bạn phải đứng lên, bởi vì con người phi thường trong bạn cần được đánh thức. Hỡi những kẻ lười biếng, đã đến lúc bạn phải đứng lên sống với những đam mê của bản thân mình. Hỡi những kẻ lười biếng, đã đến lúc bạn phải nghiêm khắc với cuộc sống của mình, đừng phí phạm cuộc đời thêm nữa. Hỡi những kẻ lười biếng, đã đến lúc bạn phải đứng lên là một con người trung thực, chính trực và nhất quán. Bởi vì cuộc sống này cực kỳ ngắn ngủi, hãy sống một cuộc sống xứng đáng. Tôi biết rằng là không dễ để phân biệt được đâu là tốt và xấu, đâu là thiện và ác và đâu là đúng và sai. Mọi thứ phân biệt chẳng bao giờ là dễ dàng. Nhưng tôi biết một điều, bạn có thể làm thay đổi những thứ xấu thành tốt, biến những điều ác thành thiện, biến những điều ngang trái trở thành lẽ phải. Bởi vì có một trái tim tràn ngập yêu thương, một khối óc mạnh mẽ, bởi vì bạn có ý chí quyết tâm, nghị lực phi thường, bởi vì bạn dũng cảm và can trường. Hãy đứng lên để làm bừng sáng thế giới này. Hãy đứng lên để vượt qua mọi nghịch lý. Tôi biết rằng mỗi khi bạn hành động, có thể ai đó sẽ không tin tưởng bạn. Nhưng rồi thành công của bạn sẽ là minh chứng cho lòng tin của mọi người. Tôi biết rằng mỗi khi bạn hành động, có thể ai đó sẽ dè biểu bạn. Nhưng rồi thành công của bạn sẽ tạo cảm hứng cho họ. Tôi biết rằng mỗi khi bạn hành động, có thể ai đó sẽ nói xấu bạn. Nhưng rồi thành công của bạn sẽ khiến cho họ phải ngưỡng mộ bạn. Tôi biết rằng mỗi khi bạn hành động, có thể ai đó sẽ từ bỏ bạn. Nhưng rồi thành công của bạn sẽ khiến cho nhiều người tốt hơn đến với bạn. Tôi biết rằng mỗi khi bạn hành động, có thể là ai đó sẽ phá hủy thành quả của bạn. Nhưng vì thế mà bạn thành công hơn mỗi ngày. Hãy để cho trái tim được yêu thương của bạn được dẫn dắt. Hãy để cho khối óc mạnh mẽ của bạn được điều khiển. Hãy cứ tự tin mà bước tới. Quá khứ của bạn có thể là nước mắt, quá khứ của bạn có thể là đau khổ, quá khứ của bạn có thể là thất bại. Nhưng hãy nhớ rằng, nhờ có hành động, tương lai của bạn sẽ toàn là những nụ cười. Nhờ có hành động, tương lai của bạn sẽ tràn ngập hạnh phúc. Nhờ có hành động, tương lai của bạn sẽ phủ kín bởi thành công. Hãy chấp nhận những nghịch cảnh. Hãy dùng những nghịch cảnh như những động lực để nó làm bạn trở nên mạnh mẽ hơn. Hãy sống tốt hơn. Đừng bận tâm tới những người không xứng đáng. Chỉ có chiến đấu và chinh phục thì bạn mới có thể giành được chiến thắng. Tôi biết rằng nếu như chúng ta làm, chúng ta có thể bị ngã xuống. Nếu chúng ta làm, chúng ta có thể gặp phải thất bại. Nhưng mà con đường duy nhất để mà chúng ta trưởng thành hơn, đó chính là luyện tập, luyện tập và luyện tập. Nếu ngã xuống, hãy đứng dậy và tiếp tục luyện tập. Mỗi khi bạn vấp ngã, hãy quyết định rằng mình phải đứng lên. Gia đình này cần nhìn thấy thành công của bạn.
đất nước này cần sự cảm hứng của bạn, thế giới này cần sự đóng góp của bạn. Hãy đứng lên để vượt qua những nỗi đau mà có được sự sung sướng. Hãy đứng lên để vượt qua những nghịch cảnh mà có được sự trưởng thành. Hãy đứng lên để vượt qua những cô đơn để có được sung vầy. Hãy đứng lên để vượt qua những mất mát để mà có được đủ đầy. Hãy đứng lên để vượt qua những tuyệt vọng để mà tràn đầy hy vọng. Hãy đứng lên để vượt qua những thất bại để có được thành công. Nhưng không chỉ có thế, hãy đứng lên như thể đây là trận chiến cuối cùng. Hãy đứng lên để cho dòng máu lạc hồng được rạo rực trong huyết quản. Hãy đứng lên để cho nhịp đập trái tim Việt Nam được vang xa. Thế giới này cần bạn, hãy yêu thương chứ đừng hận thù. Hãy mạnh mẽ nhưng đừng làm bạo chúa. Thế giới này cần bạn như là ánh dương sôi rọi. Thế giới này cần trái tim nồng ấm của bạn và cần cả sự mạnh mẽ can trường. Thời gian là thứ tài sản vô cùng quý giá. Đừng lãng phí nó nữa. Thời gian bạn chỉ có thể dùng mà không thể dừng nó lại được. Hãy nhớ rằng bạn chỉ có thể sống một lần duy nhất trên cuộc đời. Hãy sống để không bao giờ phải hối tiếc. Hãy liên tục tiến lên. Bài đọc của chúng ta đến đây là kết thúc. Rất vui vì sự quan tâm lắng nghe của các bạn. Hy vọng là sẽ gặp lại các bạn trong những bài đọc tiếp theo. Trân trọng và tạm biệt. Tấm phong rồ máu xanh. Hẹn gặp lại các bạn.